Xin chào quý vị và các bạn. Xe mới thì tôi cũng giới thiệu hơi nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan một vòng xem cái thị trường xe cũ hiện tại bây giờ tại Việt Nam thì nó như thế nào nhá. Tôi đang có mặt trong một cái showroom trên đường Trần Thái Tông. Các bạn thấy showroom xe cũ thôi nhưng mà rất tuyệt vời, hơn xa các đại lý chính hãng bây giờ. Đó, và ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy xung quanh tôi rất nhiều xe sang này. Lexus RX350 này, Merc S này, S500 trắng đen, E400 đủ cả, Kia Sedona. Kia là ông chủ của chúng ta. Đấy, và bên cạnh tôi là chiếc Lexus Prado cũng hai con, mới như lướt. Trong kia thì có một em Audi rất là xinh xắn. Tuy nhiên thì bỏ qua tất cả những cái dòng xe này, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái chiếc xe tôi nghĩ là phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam tại hiện nay. Rất nhiều người tìm kiếm bởi vì giá rẻ, chất lượng tốt và đặc biệt là xe cực kỳ ngon luôn. Đây, trước mắt chúng ta là nhân vật chính, Honda Civic 1.8 số tự động biển Hà Nội màu bạc. Thật ra chiếc xe này tại sao tôi giới thiệu đến quý vị các bạn? Tại vì thứ nhất là mức giá của nó rất là rẻ, nhiều người có thể sẵn sàng bỏ tiền ra chúng ta chi trả và mua sắm cho một chiếc xe như thế này. Đây là chiếc Civic chính hãng đời 2010. Xe này là phiên bản 1.8 số tự động biển Hà Nội, chạy rất là ít, chỉ có 6,5 vạn thôi. Đó, các bạn quay xem qua tổng thể của chiếc xe này rất là ok, cứng cáp vuông vức. Lát nữa tôi sẽ sâu chi tiết hơn cho quý vị các bạn xem. Chiếc xe này thì hiện tại bây giờ đang được showroom Việt Nhật, vâng đây chính là Việt Nhật, Việt Nhật Auto có mấy cơ sở tại Việt Nam đó. Việt Nhật đang chào bán là 400 triệu tròn. Nói một cách nôm na theo ngôn ngữ của dân xe thì hình như đây là giá họ thu về. Các bạn quan sát chiếc xe này, tổng thể rất là ok. Chiếc Civic này có giá 400, có nghĩa là nó chỉ ngang bằng với chiếc i10 bản thiếu mà sau khi ra biển hoàn tất thủ tục. Và dĩ nhiên thì i10 thì chúng ta không thể nào so với lại Civic được. Mẫu xe này đã được đưa vào sử dụng tính đến nay là 9 năm. Tuy nhiên thì chủ xe chạy rất ít. Tôi vừa ngó qua công tơ mét thì như là 6,5 vạn gì đó. Và đây các bạn có thể ngó qua tổng thể nội thất một chút. Da dê các thứ vẫn còn ngon lành luôn. Lát nữa tôi mở khoang máy các bạn sẽ hơi giật mình một chút. Nó không đẹp như chúng ta tưởng đâu, khoang máy nó không đẹp. Tại vì sao? Tại vì showroom Việt Nhật là chúng giữ nguyên, không rửa máy, không rửa khoang. Đây tổng thể nội thất, ghế vẫn còn rất ngon. Khoang lái nào. Đó, đây là tổng thể khoang lái này. Chiếc xe này thì chủ xe làm rất cẩn thận. Tôi vừa có trông thấy làm cả chống ồn toàn bộ xe này, chống ồn gầm này, tiêu âm các thứ làm đầy đủ hết rồi. Xe có sẵn cả cảm biến áp suất lốp. Đây, chúng ta sẽ ngó chi tiết nội thất hơn một chút. Đây là chìa khóa theo xe này, còn nguyên cả hai chìa. Ok, các bạn nhìn rõ chưa? 65.820 km và cam kết đây là km chuẩn, không tua. Đây, tổng thể khoang lái này rất ổn, nhựa nhớ các thứ này, các bạn nhìn này, rất ngon luôn. Đó, bây giờ chúng ta ngó thử về khoang máy nhá. Điều mà người ta quan trọng nhất của một chiếc xe cũ đó chính là khung sườn và động cơ. Tổng thể khoang động cơ này, các bạn là soi chi tiết kỹ cùng tôi này, keo chỉ không mất một phần. Tất cả các đầu mối, đầu ốc còn nguyên, chưa suy chuyển gì. Đây là tổng thể khoang động cơ này. Chiếc xe này thì Nhật Việt Auto nhập về, chủ yếu chắc là sẽ để cho người nhà thôi. Các bạn nhìn, còn chưa rửa động cơ, chưa dọn dẹp gì. Và tất cả các đầu ốc đánh dấu từ nhà sản xuất vẫn còn nguyên vẹn. Ốc chân máy các thứ đầy đủ, tai không vấn đề gì hết. Đó,
Tổng thể thì chiếc Civic này khá là ổn, đẹp và hợp lý trong tầm giá 400 triệu. Các bạn có thể liên hệ với số hotline bên dưới để tìm kiếm những cái mẫu xe mới nhất, những cái mẫu xe cũ chính hãng mới nhất. Và dĩ nhiên rồi, với những chiếc xe cũ thì chúng tôi cũng hỗ trợ trả góp đầy đủ. Các bạn có thể xem chi tiết thủ tục bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại, nếu chúng tôi có một chiếc xe đẹp sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sau. Xin cảm ơn ạ.